năm ơi, đừng có năm à. Ý trời đất ơi, cô ngồi đây mà tôi yêu hoài, chứ cô không lên tiếng vậy cô năm. Anh Tân, em nghe cậu hai nói sáng mai em về Sài Gòn, nên em có món quà này để tặng anh dùng lấy không. Cảm ơn cô năm. À mà quà gì vậy cô năm? Đây một gói trà nhỏ nhỏ, nhớ được giờ.